giảm giá kinh hoàng, đồng loạt giảm giá lên đến 50% tại điện máy Chợ Lớn. Chị đừng có cười nữa, em sợ quá. Chị đừng có cười nữa. Trang Ngọc và Ngọc Thảo, ai lên trước? Hồi nãy là đội em lên trước rồi, bây giờ em nhường đội bạn lên trước. Ok. Xin mời. Mình có điều gì mà mình còn vướng bận không? Dạ có, em muốn về để... Dạ có, em muốn về để mà... Thắng tiền tối vào Chris đi chơi. Yêu cầu MC không làm kích động tinh thần đội em nữa. Chị ơi của em đang rất bình tĩnh. Anh Giang đừng hỏi làm kích động tinh thần đội em nữa. Mình thắng tiền để dẫn Chris đi chơi. Bao Chris hả? Sao chị dạy trai vậy? Cuộc sống mà, phải lúc này lúc kia chứ. Trời ơi, anh Giang hỏi mấy câu nữa là chắc không trả lời luôn. Thiệt á. Thảo, bình tĩnh lại Thảo. Em bình tĩnh Thảo. Câu hỏi đơn giản Thảo cái ơi. Cái khoảng thời gian vừa rồi á, có cái gì nó khủng khiếp xảy ra trong cuộc đời làm mình trang chấn tâm lý không? Chắc là phải có biến cố rồi. Dạ không, em mới nhận nó thêm con mèo thôi à. Tối á, mấy đứa nhỏ đánh nhau ngủ không được. À, là mất ngủ. Em có ổn định không Thảo? Em ổn định mà. Chương trình ơi, MC cứ kích động tinh thần người chơi. Anh ơi, anh đang bị lay đó. Không có đâu. Bị lay đó, đừng có cười như vậy nữa. 2 phút dành cho Cầm Thảo, bắt đầu. Đây là câu đố chữ. Động gì hay nhúc nhích? Động đậy. Lên. Động. Hai. Động gì khiến người ta khiếp sợ? Động đất. Là. Động đất. Động gì cho ta nhiều cảm xúc? À, động lòng. Động lên. Lòng. Động lòng. Tôi còn bố nguy hiểm lắm nè. Cái gì càng bóp càng mất? Cái gì càng bóp càng mất? À, mất bóp. Mất bóp. Cái gì vậy? Bóp. Đang phân tích thôi đúng không? Dạ đang phân tích thôi. À. Anh đừng làm em bối rối. Trả lời đại đi chị, hết giờ. Ba, cái gì càng bóp càng mất? À, cơm đau. Bóp thì bóp vô cái chỗ mình đau á thì nó đau hơn. Không, nó là giảm bớt chuyện đau mà, nếu không thì em bóp làm gì? Ủa rồi em bóp cho gia đình tôi. Cơm đau bóp. Ý là bóp chân, đau chân thì người ta hay bóp đùi bóp chân ấy. Trả lời đi ạ. Dạ, cơ bóp sự nhức mỏi. Không chính xác. Trời ơi, chị lẩy nữa, chị lẩy nữa hả chị? Khi mình bóp phanh thì sao? Thì xe thắng lại. Mất cái gì? Mất tốc độ. Đúng rồi. Rõ ràng là bóp là mất đúng không? Dạ. Tiếp theo, khi nào càng ít càng nặng? Dạ. Càng ít càng nặng. Ít ích kỷ. Ích kỷ là sao chính tả rồi. Không chính xác. Năm người khiêng một cái bàn với lại bốn người thì sao? Năm người khiêng một cái bàn với bốn người khiêng một cái bàn là sao? Là số lượng người hả? Thì nó sẽ nhẹ hơn. À thì nhẹ hơn. Càng ít người khiêng một thứ thì nó càng nặng. À, khi cái bàn sẽ càng nặng. Đúng chưa? Trời ơi, em thấy cũng khó đó, không có dễ. Rồi tiếp tục, đố tên ca sĩ. Ca sĩ nào ngày càng thêm phước? Ca sĩ Phước là Phước Đức. Đức Phúc. Không chính xác. Ca sĩ ngày càng thêm phước là Tăng Phúc. À, Tăng Phúc. Nhạc sĩ nào nghe tên thì ngọt ngào? Nghe tên thì ngọt ngào. Nhưng mà nhạc thì cay đắng. Cái này là phải để phát hồn lên ha, bọn mình để phát hồn lên. Biết hết luôn ấy. Em cũng không biết luôn. Dạ. Nhạc sĩ này nhiều người biết lắm luôn. Nhiều người biết lắm chị. Nhạc lụy lắm, nhạc lụy dữ lắm. Không biết luôn. Mr. Siro. À. Muộn rồi. Ủa vẫn là 3 điểm đó kìa. Siro là ngọt nha. Vẫn là con số 3. Trời định ơi. Ôi trời ơi. Ghê ghê. Chỗ nào? Không sao Thảo, 3 câu là cũng rất dữ dội rồi Thảo ơi. Vẫn là con số 3 định mệnh. Trời ơi. Tới bây giờ vẫn chưa thoát được con số 3. Hy vọng là Trà Ngọc sẽ thoát được con số 3 bằng việc tới con số 2. Xin mời Trà Ngọc. Cố lên. Vẫn là con số 3. Khỏe thiệt số 3 không vậy mọi người? Hay là mọi người nói cho em có động lực vậy? Số 3 thiệt. Thiệt không? Con số 3 định mệnh. Em cũng sẽ vậy thôi. Làm sao qua được số 3? Ủa? Lên số 2 đi. Mặc đồ như đi chơi mấy khu vui chơi. Sao? Bộ đồ hôm nay rất là phù hợp với cái xe này luôn á thiệt á. Nếu mà em lên câu số 3 cho em xin cái xe về được không chị? Về cho con em chơi. Có con rồi hả? Dạ con em đại học năm thứ nhất rồi. Con em đại học năm thứ nhất rồi. Hả?
Cái gì? Cô xinh nhìn trẻ quá. Con em 3 tuổi. 3 tuổi à? Chị tin thiệt hả chị? Là sao mà như mất lú mình đúng em không? Em chưa đọc câu hỏi mà thấy hại não lắm rồi đó. Không biết là bây giờ đọc nữa. Không có gì. Mình hại lại người ta thôi nào. Kiếm cái gì? Trà Ngọc đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Đố chữ động gì hay nhúc nhích? Động đậy. Chính xác. Động gì khiến người ta khiếp sợ? Động đất. Chính xác. Hay quá. Động gì cho ta nhiều cảm xúc? Động lòng. Chính xác. Trời ơi. Trời ơi. Tới đây mới mệt. Sao vậy tự nhiên cái mệt với chị? Xuống. Tới đây mới mệt. Thôi mà thôi. Mọi người nghiêm túc nhìn nhìn đâu nè. Đơn giản nữa rồi. Cái gì càng bóp càng mất? Cái gì càng bóp càng mất? Đúng rồi. Khoan nha em suy nghĩ nha. Càng bóp mà càng mất. Nhắc là bị kết quả đó. Chưa trả lời. Dạ rồi. Giờ em không nhắc. Càng bóp mà càng mất. Câu này nó quan trọng lắm. Câu này quan trọng. Em suy luận thôi nha, chứ không trả lời nha. Okay, okay. Có khi nào là cát không? Tại vì mình khi mình có một nắm cát trong tay, mình càng bóp lại nó sẽ càng chảy ra mất. Đúng rồi. Nhưng mà em không trả lời vậy đâu. Gì kì vậy? Anh lừa em. Câu này quan trọng lắm nha. Em biết rồi. Mình bóp tương tác là bị mất luật tương tác trên mạng. Bóp tương tác em bị là mọi người phải bóp em 2 bây giờ còn có 100+ nữa. Bóp tương tác là bị mất tương tác, đúng rồi. Không chính xác. Ủa không chính xác anh? Sao giờ không? Đáp án là phanh thắng, giữ phanh sẽ mất tốc độ. À, thôi cái này vật lý học. Sao mà biết được? Đúng rồi, sao biết được, không biết là đoán được á. Bỏ câu này mình lên lại. Rồi, khi nào càng ít càng nặng? Mà phải như mình. Trả lời đại luôn đi, qua đi em. À, càng ít càng nặng là miệng ăn trong nhà. À, ít miệng ăn quá là em bị nặng tâm lý. À, ok, không chính xác. Là nhà em ít người quá em sợ. Qua. Không chính xác, đáp án là khiêng đồ kéo xe càng ít người càng nặng. À. Cái này sao đoán được đúng không? Đúng rồi. Thiệt chứ. Nãy chị cũng nghe. Chị phải hãi quá. Chị phải làm sao? Chị phải bên chương trình này không? Đúng chứ, đúng rồi. Cái này thì nghĩ là có thể đúng nè. Đố tên ca sĩ nào càng ngày càng thêm phước? Không lẽ là Phạm Hồng Phước hả? Không ta? Càng ngày càng thêm phước nha. Em trả lời là Phạm Hồng Phước. Không chính xác, đáp án là Tăng Phúc. À. Nhạc sĩ nào nghe tên thì ngọt ngào? Nghe tên thì ngọt ngào hả chị? Ủa? Nhạc sĩ nha, nhạc sĩ luôn. Ca nhạc sĩ. Đúng, nhiều người biết nha. Ca nhạc sĩ mà ngọt ngào hả? Là họ đường đó ta. Ca sĩ nhạc bây sĩ giờ nào ta? Liệt kê ra những nhạc sĩ mà đại đi ha, Nguyễn Hồng Thuận. Ok, không chính xác, đáp án là Mr. Siro. Ồ, thế á. Rồi, trong bài Đồng Dao, Chi Chi Chành Chành, con ngựa sống hay chết? Chứ tranh hỏi lửa, con ngựa mất cương. Con ngựa nó biết mất cương thôi chứ nó không có mất mạng. Vậy là không chết à? Con ngựa nó còn sống chị. Con ngựa còn sống, không chính xác. Ủa, ngựa chết rồi. Con ngựa chết thương. Chết trương. À, chết trương. Cũng là trong bài hát. À,